với chị là Quanh Trần. Dạ. À, cũng là một cái người làm từ thiện nay cũng 20 năm. Giới thiệu cho người ta đến ở cái chùa này có hoàn cảnh khó khăn, ở chỗ kia có hoàn cảnh khó khăn, rồi người ta cùng với mình. Chị sẽ phát 500 phần quà cùng với lại chùa Chánh Giác với lại công ty Hương Trang, chi hội từ thiện chung một tấm lòng quận 5 với một số Phật tử khác bắt tay nhau làm một cái chương trình từ thiện. Cô chú mà phát quà có cái mệnh hệ gì á, mai mốt mấy cái chùa á với là mấy cái người nghèo đi đâu mà kiếm người vô hỗ trợ. Cảm ơn em, chúc em có nhiều phước báo. Dạ, chúc em sẽ nhận được cái phước lành là chữa trị được con mắt của em. Dạ. Thì sẵn đây cho con xin phép con quay phim xíu. Anh em được. Bên anh cũng có không? YouTube hả? Vậy chứ chị làm thiện nguyện là cần có đưa hình ảnh về cho người ta chứ. Dạ. Có, tại vì đâu khoảng mình làm một cái người vỗ tay thì tiếng kêu không lớn, mà nhiều người vỗ tay là tiếng kêu lớn hơn. Giống như là mình cũng giới thiệu cho người ta đến ở cái chùa này có hoàn cảnh khó khăn, ở chỗ kia có hoàn cảnh khó khăn, rồi người ta cùng với mình, mọi người cùng nhau. Bởi vậy mới đầu có một chiếc xe à em, cái xong lên hai chiếc xe, hai xe cũng không đủ. Nói chung là một chiếc xe đi không có đủ. Đó, phải thêm 1-2 chiếc, hai chiếc bây giờ thêm chiếc là 3 chiếc. Rồi. Nó phải ngày ngày nó càng lớn mạnh lên. Dạ. Ủa mình ở đâu coi nhỉ? Chị là tiểu thương chợ Bình Tây. Chị ở quận 6, ở khu vực của chung cư Im Lam. Dạ. Chị cũng có nhân viên đi làm từ thiện nay 20 năm rồi. Chắc nghe nói làm từ thiện, chắc mời anh Pháp qua nói chuyện, tại anh Pháp này khóa làm từ thiện lắm. Chào em. Dạ. Mời em ngồi. Bây giờ chỗ nhà của em mà chị mời em ngồi. Chị lanh lắm. Chị cũng giới thiệu em, chị là Quanh Trần. Dạ. Cũng là một cái người làm từ thiện nay cũng 20 năm. Thì ở bên cạnh chị cũng có rất nhiều người bạn, có khi lên dao động lên tới 200 người. Đó, cái đoàn của chị đó có khi dao động lên tới 200 người. Ở đất đó thì chị đi mấy xe 7 chỗ, còn hồi lúc mà ba mấy bốn mấy tuổi chị lớn á, chị trẻ chị khỏe đó, rồi chị đi khoảng 200-300 người là vẫn đi bình thường. Đó là chị thường đến những cái nơi những hoàn cảnh không may, chẳng hạn như là nhà nuôi những cụ già neo đơn và những đứa trẻ mồ côi. Sắp tới đây là ngày 14 tháng 1, đây là đầu năm, chị sẽ phát 500 phần quà cùng với lại chùa Chánh Giác với lại công ty Hương Trang. Công ty Hương Trang giám đốc á là cháu kêu chị bằng gì ha, rồi với lại cái chi hội từ thiện chung một tấm lòng quận 5 với một số Phật tử khác bắt tay nhau làm một cái chương trình từ thiện, cho ăn rồi phát quà rồi cho một cái ngày tiền, một ngày tu học với 5 triệu tiền để đưa rước người mù. Mướn xe đó để đưa rước người mù tới để nhận quà để dự cái khóa tu đó. Vừa qua thì chị cũng đã làm như vậy. Hồi trước chị là coi như là cũng là kinh doanh mà sao cái hiện tại chị vẫn kinh doanh em. Chồng của chị thì bán tạp hóa tấm anh đi ở khu vực của chung cư Im Lam. Còn chị thì bán sạp 177 lên đến kế, sạp kinh doanh 177 lên đến kế. Còn chị đây thì bán ở một cái cửa hàng kinh doanh ngay cái ngã tư 104 E Ngô Nhân Tịnh. Anh chị đây. Ủa, chị đều là tiểu thương á. Chị cho hỏi, ủa cái người mù đó là sao mà người ta thích tu mà hay là sao? Không, cái giống như người mù giống như người ta cũng thiếu phước, người ta cũng không có được sáng tỏ giống như mình. Thì ở chùa với lại bên chị bắt tay nhau. Bắt tay nhau là tạo cho người ta một cái nhân viên để kiếp sau người ta thấy rõ cái đường tu người ta. Cái có cái đường tu người ta có được cái phước. Cái nhóm mù ở đâu không chị? Cái nhóm mù đó hả, thì nguyên một cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì khoảng trăm hoặc trăm mấy người, phải quên. Trăm mấy chục người. Trăm hoặc trăm mấy người. Quá trời trời luôn, nhưng mà người ta lại thích đi, nói chung là người ta... Không, mình tạo điều kiện nha. Mình đến ngay, ví dụ như một cái khu phố đó là có bao nhiêu người, khu phố đó bao nhiêu người. Thường thường xe đa xu thì nó là khoảng 12 đến 15 chỗ. Ta ngồi nhét nhét cũng 15 chỗ thì em cứ tính đi, một xe là từ 500 ngàn, 700 ngàn. Thì theo xa gần thì tụi chị mới trả tiền cho những người mù bước lên chiếc xe đó đến tu một ngày. Rồi tụi chị lại hỗ trợ thực phẩm để cho cái người mù đó ăn trong một ngày tu học. Đó, rồi xong rồi sau khi về, nếu như mà may mắn mà chị đăng lên mạng xã hội cho đó, thì vừa rồi thì cho được một người 5 kg gạo, thùng mì với sức ăn. Rồi nhờ cái mà vừa rồi chị làm như vậy, chị đăng lên. Chị làm gì chị đăng lên thì tất cả những người bạn của chị họ mới chung tay với chị 500 phần, vừa người nghèo vừa người mù. Bởi vì chị mới nói hôm qua, chị mới nói với em, chị nói là cái thông tin đại chúng này nó rất là hay, dạ, rất là mạnh. Em nói thật với chị luôn, cái công ty em là đang có một cái anh tên là anh Hải. Anh chuyên trực cái đầu số mà gọi là chăm sóc khách hàng. Anh mù không gì thấy, không biết làm gì đó, nhưng mà mình để công ty ngồi trong văn phòng là ví dụ như khách hàng phàn nàn á, khách hàng phàn nàn cái gì đó là gọi cho anh. Anh sẽ thu nhận các ý kiến đó và sẽ đổi khách hàng.
cái đợt dịch ai cũng kêu mà về đi trốn đi, đi long chạy đây đây mà mấy cái chùa nói sao. Thôi cô chú ơi, cô chú đừng có phát quà nữa. Cô chú mà phát quà có cái mệnh hệ gì á, mà mai mốt mấy cái chùa á với là mấy cái người nghèo đi đâu mà kiếm người vô hỗ trợ, sợ mình chết sợ không mình ai mất lo đi cái là ai cứu nữa. Sợ mình chết không ai cứu cho chùa nghèo, không ai cứu cho người nghèo. Dạ, vậy, năng lượng nó mạnh nó vượt qua hết rồi. Cái mà cũng đâu ấy đâu mà làm như nhân viên sao, cái người mà những người mà bạn á họ thấy mình làm á cái họ đung trở lại, thì mình là cái người tiếp nhận thì mình phải có cái mình phải có cái trách nhiệm để đưa tới cộng đồng, thì lúc đó thì cô chú mới đưa tới cộng đồng. Có tâm trong lúc đó chưa chích được mũi nào luôn. Đây nói có bằng chứng luôn hả? Nói ra đây là một cái thành viên của công ty Phát Anh. Mà công ty Phát Anh hay lắm nha. Người nhà bạn này đây là kiếm thị, nhưng mà bạn này á là chuyên nghe những cái tâm sự của khách hàng. Chuyên thu nhận những cái tâm sự của khách hàng. Khi mà gọi lên đây là bạn này đúng rồi, nói chung dạ. Là bà con mà ai mà cứ phàn nàn gì mà gọi lên công ty mình đó là tự nhiên là sẽ gặp ảnh, nhưng mà người ta không biết ảnh là mù hay không, chỉ biết là nói chuyện thôi. Đây đó, chỉ cứ vậy. Không, em hay đó, chị có lời khen cho em đó. Em phải có một cái tâm như thế nào á. Trong làm ăn khó tránh khỏi va vấp, giấy tờ đủ các kiểu hết, nhưng mà nhân viên mình nữa thì nó nói chuyện rất là cục xúc. Nhưng mà nhân viên nói chuyện rất là cục xúc thì mình phải có một cái gì đó để mình xóa lỗi, thì bắt buộc là phải có một cái cuối cùng. Đúng là em phải ngồi nói chuyện, nhưng mà không có thời gian mà để em chăm sóc hết hàng trăm hàng ngàn người, thì bắt buộc phải có một cái người để có một cái bộ não tốt để chứa, để chịu đựng được áp lực. Đi chửi nhiều hả? Cũng được. Bây giờ chế độ trên sếp vô xuống thì cái công việc nào cũng là công việc, nhưng mà cũng tư tưởng trước rồi, xác định rồi, nhưng mà cũng có nhiều khuất tất lắm, nhưng mà cũng nhiều khi tủ thân, nhưng mà không cho ấy. Cái gì nó cũng vừa cái rồi phó cũng hay ăn ủi rồi cũng kêu thôi cũng cố gắng giúp em bỏ qua được những cái gì mà nó khó khăn mà nó nói này, thì em sẽ làm việc lại với sếp để mà sao để củng cố lại cho công ty mình tốt hơn, để mà nhắc nhở những anh em chưa tốt á, thì vả chứ giờ cuộc đời em không sai sót nên cái gì cũng phải thôi. Anh này cũng có phước cả là hồi xưa còn trẻ là nhìn thấy, sau này bị té xe xong cái bắt đầu là nó mờ dần, không có tiền chữa, đâm ra để nó mất luôn thời gian. Nhưng mà nếu mà có dịp đi qua nước ngoài cũng có thể, nhưng mà bây giờ chưa có điều kiện. Nếu mà có lẽ là sẽ đưa anh đi, có thể 50-50. Thôi trông chờ vào phước đức mình ráng tu. Trông chờ vào cái phước đó, đúng rồi. Biết quan trọng là thêm một cái người nữa, cái người cộng sự nữa. Ê mà chị không biết phải thiện ra sao mà chị gặp những người bạn mà làm cùng thiện nguyện đều mắm mắm như em với chị. Khổ đều mắm mắm như chị với em thì yeah, không trời không thú làm sao đó mà chị đẻ. Chị gặp những người bạn đúng không? Thôi em cũng cảm ơn chị, nghe chị nói này có thể là sắp tới là chị em mình có thể là sẽ đồng hành. Dạ, cảm ơn em nhiều, cảm ơn em nhiều. Bắt tay cái nè. Dạ. Cảm ơn em, chúc em có nhiều phước báo. Chúc em sẽ nhận được cái phước lành là chữa trị được con mắt của em, đâu phải cũng cũng cầu nguyện được trước mắt là sức khỏe, thứ hai thì cái đó là ý trời sao thì cũng cái gì phép màu gì lắm được. Dạ. Đó, phép màu tới. Dạ. Chị chúc cho phép màu cho đó với em. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, em cũng chúc sức khỏe và gia đình chị càng ngày càng mạnh khỏe. Chị đang cũng đang hỗ trợ một đống người mù đó. Một mấy chục á. Hỗ trợ thì bên chị thì chị hỗ trợ các cô không? Chị công giáo chị cũng đi luôn nha. Dạ. Chứ chị không có phải mà Phật giáo không nha, công giáo Phật giáo. Ở đâu cần là chị tới.